Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Thăm tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Toàn tỉnh trồng mới trên 1.195 hectare rừng. Quảng Bình thiếu nước mùa đại hạn. Thưa quý vị và các bạn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa đến động viên tặng quà các đơn vị làm nhiệm vụ diễn tập tại địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. Thực hiện kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019, hơn một tháng qua, cán bộ chiến sĩ sư đoàn bộ binh 968, lữ đoàn xe tăng 206 và trung đoàn bộ binh 996 được điều động làm nhiệm vụ xây dựng công sự, trận địa và huấn luyện diễn tập. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tập luyện của cán bộ chiến sĩ, đồng thời bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp tác chiến nhịp nhàng, ăn ý, quyết tâm hoàn thành tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình năm 2019, bảo đảm sát thực tế, đạt mục đích yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị. Để kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện diễn tập, vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Sư đoàn 968, Lữ đoàn 206 và xã Hải Ninh tổ chức đêm giao lưu văn nghệ với chủ đề Thắm tình quân dân. Trên tinh thần, lính ta hát cho bộ đội và bà con nhân dân ta nghe, 15 tiết mục gồm hát, múa, đơn ca, tốp ca, ngâm thơ được các đội tuyên truyền văn hóa văn nghệ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chiến sĩ Trung đoàn 968, Lữ đoàn 206 và đoàn viên thanh niên xã Hải Ninh thể hiện, đã không chỉ tạo thêm động lực niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ, mà còn góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho bà con nhân dân địa phương, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân. Công an thị xã Ba Đồn vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai kế hoạch tấn công tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an thị xã Ba Đồn đã kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác, kịp thời tham mưu và trực tiếp giải quyết các vấn đề nổi lên, ổn định tình hình an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao, công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật đạt được nhiều kết quả quan trọng. Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Công an thị xã Ba Đồn đã đề ra 8 nhóm công tác trọng điểm. Cụ thể, chủ động nắm chắc, dự báo, tham mưu xử lý tốt diễn biến tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, tăng cường công tác nhiệm vụ cơ bản, nâng cao hơn nữa các mặt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ năm 2019. Cũng tại hội nghị, Công an thị xã Ba Đồn đã triển khai kế hoạch tấn công tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hội cựu thanh niên xung phong huyện Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào cựu thanh niên xung phong tiên tiến, nêu gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi lần thứ hai giai đoạn 2014-2019 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024. 5 năm qua, thực hiện phong trào cựu thanh niên xung phong tiên tiến, nguyện nêu gương sáng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế giỏi, các cấp hội đã hoàn thành tổ chức năng nhiệm vụ đề ra, xây dựng hội vững mạnh toàn diện. Cụ thể, trong chương trình Tết cho gia đình chính sách, Xuân ấm tình yêu thương đã tặng hàng trăm suất quà cho các hội viên cô đơn, hoàn cảnh khó khăn với số tiền 5,5 tỷ đồng. 68 sổ tiết kiệm trị giá 130 triệu đồng, quyên góp tiền tu sửa 3 nghĩa trang thanh niên xung phong, hỗ trợ xây 61 nhà cho cựu thanh niên xung phong với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Hội đã xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội với số tiền hơn 2,8 tỷ đồng cho hội viên vay để sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Trong giai đoạn 2019-2024, Hội Thanh niên xung phong huyện Quảng Ninh tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với sự lớn mạnh của dân tộc, giai cấp công nhân Việt Nam đã trải qua 90 năm xây dựng và phát triển. Ra đời trong hoàn cảnh đất nước trải qua các cuộc chiến tranh ác liệt chống kẻ thù xâm lược. Thế nhưng, từ những ngày đầu thành lập đến nay, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với những tên gọi khác nhau,
Công đoàn Việt Nam luôn kề vai sát cánh, là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam là dịp để cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động cùng nhân dân cả nước ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tự hào với truyền thống hào hùng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, phát huy truyền thống hay giỏi của quê hương Quảng Bình và lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân và cả cấp công đoàn trong tỉnh không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, góp phần đưa Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, cả cấp công đoàn trong tỉnh đã có sự tiến bộ không ngừng cả về số lượng và chất lượng hoạt động, luôn chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, qua đó khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Phi Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh về định hướng phát triển của các cấp công đoàn trong thời gian tới. Thưa ông, hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019, Công đoàn tỉnh có những hoạt động trọng tâm nào ạ? Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung các cái hoạt động hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, đặc biệt là nâng cao chất lượng chăm lo lợi ích cho đoàn viên. Thông qua Tết Sum Vầy, tháng công nhân, chúng tôi đã tổ chức cả cái đoàn đi thăm hỏi động viên và tặng quà cho đoàn viên người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, gặp tai nạn lao động. Ngoài ra thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh cũng chú trọng đến cả cái hoạt động nổi bật là đã tham gia cái triển lãm thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh. Tại triển lãm chúng tôi đã có những phóng sự, những hình ảnh ghi lại những hoạt động của tổ chức công đoàn, của công nhân lao động. Chúng tôi cũng đã có những cái trưng bày về những cái sản phẩm, những cái dịch vụ hàng hóa của chính tự tay đoàn viên người lao động làm ra. Chúng tôi cũng đã tổ chức được cái giải bóng chuyền cho công nhân lao động trong toàn tỉnh. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chúng tôi đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Chúng tôi cũng đã tổ chức đón nhận cờ thi đua của chính phủ và tổ chức tôn vinh cho 50 đoàn viên công đoàn xuất sắc trong phong trào đoàn viên Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác. Để những hoạt động đó đạt được hiệu quả cao thì các cấp công đoàn cơ sở cần phải làm gì thưa ông? Đối với công đoàn cơ sở thì đây là hạt nhân của phong trào thi đua. Công đoàn cơ sở phải bám sát cái kế hoạch thi đua của công đoàn cấp trên, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ quan đơn vị, trân thủ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, giám đốc doanh nghiệp để triển khai phát động và tổ chức cho công nhân lao động tham gia nhiệt tình hưởng ứng phong trào, biểu dương khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích để động viên công nhân lao động. Thưa ông, bước vào thời kỳ mới gắn liền với cuộc cách mạng 4.0, các cấp công đoàn có những mục tiêu và giải pháp trọng tâm gì để nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn trong thời gian tới ạ? Tổ chức công đoàn phải tiếp tục thực hiện tốt cái vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của hiến pháp và pháp luật, đó là đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp và chấp hành pháp luật. Là tổ chức công đoàn phải kiến nghị với Đảng và nhà nước cần có những chủ trương chính sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc đào tạo đội ngũ công nhân lao động, nhận thức về hội nhập, tiếp cận về khoa học và công nghệ. Các tổ chức công đoàn cần phải tư vấn, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hiểu biết về bản chất nội dung, những thay đổi và những thách thức của cái thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng 4.0. Các tổ chức công đoàn phải tận dụng những lợi thế, khắc phục những khó khăn, phải biến thách thức thành cơ hội,
Vâng, cảm ơn ông đã tham gia cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Toàn tỉnh trồng mới trên 1.195 hectare rừng. Quảng Bình thiếu nước mùa đại hạn. Trong khuôn khổ các hoạt động của chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2019, hôm qua, ngày 27 tháng 7, đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức thực hiện công trình thắp sáng đường quê ở thôn Tây Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa. Công trình thắp sáng đường quê có tổng chiều dài hơn 1 km với 16 bóng đèn chiếu sáng, được lắp đặt tại các tuyến đường chính của thôn Tây Trúc, kinh phí khoảng 20 triệu đồng, huy động từ sự đóng góp của các đoàn viên thanh niên thuộc 4 chi đoàn gồm Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đoàn khối các cơ quan tỉnh trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thời gian qua, công tác chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, khai thác gỗ rừng trồng được các đơn vị địa phương thực hiện theo kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác trồng rừng cũng được chú trọng. Theo đó, các địa phương đã tập trung triển khai xây dựng đề án chuyển đổi diện tích cao su kém hiệu quả và đề án trồng rừng gỗ lớn gắn với rừng nguyên liệu. Ước tính trong 6 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng mới thực hiện được trên 1.195 ha, diện tích rừng được chăm sóc 18.765 ha. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng 6 tháng đầu năm thực hiện 191.300 mét khối, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Ngoài ra, cả địa phương, chủ rừng cũng tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác lâm sản trái phép, tăng cường kiểm tra, chủ động thực hiện tổ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ngay từ đầu mùa khô với phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là ở các địa bàn trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Chuyển sang các thông tin đáng quan tâm khác. Xác định xuất khẩu lao động là hướng đột phá nhằm giải quyết việc làm và phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch đã triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi xuất khẩu lao động. Theo đó, xã Nhân Trạch đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, tổ chức tư vấn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là đào tạo lao động có tay nghề cao nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời có cơ chế, chính sách thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi nhằm giúp người lao động trên địa bàn tiếp cận được nguồn vốn vay và các thị trường tiềm năng để xuất khẩu lao động. Hiện nay, toàn xã Nhân Trạch có hơn 1.700 người đi xuất khẩu lao động hợp pháp ở nước ngoài, tập trung chủ yếu ở các thị trường lớn như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Đức, Úc. 6 tháng đầu năm 2019, có hơn 50 lao động mới đi làm việc ở nước ngoài. Mỗi năm, số tiền mà những người đi xuất khẩu lao động ở xã Nhân Trạch gửi về nước đạt hơn 200 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tháng qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, thời tiết nắng nóng hết sức khốc liệt. Nắng gay gắt kéo dài dẫn đến cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt và nước tưới cho cây trồng. Trước thực trạng đó, người dân nhiều nơi phải mua nước sinh hoạt. Còn cả địa phương và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình đã phải đặt hàng chục máy bơm dã chiến chạy suốt ngày đêm để cứu lúa. Là địa phương nằm sát bên bờ sông Danh, nguồn nước giếng bị nhiễm phèn chua mặn, nước ở hồ chứa thủy lợi Vực Xanh cung ứng cho công trình cấp nước sinh hoạt của xã cũng bị khô kiệt. Vì vậy, nhiều tháng qua, người dân xã Hà Trạch, huyện Bố Trạch hàng ngày phải mua nước ngọt với giá một khối từ 100.000 đồng đến 120.000 đồng. Tình hình hạn hán nguồn nước khó khăn thì nhân dân ở đây là chúng tôi phải mua nước ở các gia đình của khu vực ở trong khu vực ở trong chân đồi ấy, là hồ từ những từ đào, từ khoan. Hàng ngày là phải vào mua. Còn phục vụ sản xuất thì cũng ở đây sản xuất là chịu. Không tận dụng được vì chủ yếu là dựa vào nguồn nước đầu nguồn của hồ Vực Xanh, nhưng mà hồ Vực Xanh thì cạn kiệt rồi lại sản xuất là rất khó khăn. Không chỉ riêng người dân xã Hà Trạch mà nhiều nơi khác trong tỉnh Quảng Bình, bà con đang rất vất vả do thiếu nguồn nước để sử dụng trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Thôn Tân An đi là dân là khổ nhất là về cái nước. Từ xưa đến nay là coi như là phụ thuộc vào thiên nhiên, nếu mà có trụ mưa mua thì hưởng được mấy mùa, hưởng mà không phải mua. Mà nhiều khi về mùa hạn như năm nay, đặc biệt như năm nay á, là hạn kéo dài như thế là nhiều khi một khối lên có thể lên 100.000. Mà nhiều khi mua không ra mà bị chung. Thành thử theo nguyện vọng của nhân dân của thôn Tân An nói riêng và xã Quảng Thanh nói chung thì muốn đề xuất ở trên á, là cố gắng làm thế nào để đưa nguồn nước từ Rào Nan về để cho bà con có điều kiện thì mới sử dụng. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 113 công trình cấp nước nông thôn tập trung, thì hiện nay phần lớn không đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cho người dân.
trong đó có 18 công trình đã ngừng hoạt động do nguồn nước bị khô kiệt. Theo số liệu của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Quảng Bình, đến nay toàn tỉnh có khoảng 115.000 hồ nông dân, chiếm 61% toàn tỉnh thiếu nước sinh hoạt, trong đó hơn 30.000 hồ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Đối với nguồn nước tưới cho cây trồng cũng hết sức khó khăn, gian nan. Hiện tại, dung tích lượng nước trong các hồ chứa bình quân chỉ còn 10-15%. Nhiều hồ đã bị cạn kiệt trơ đáy. Vụ hè thu này, cả tỉnh gieo cấy được 13.600 hecta lúa, đạt 95% so với kế hoạch, nhưng đã có gần 1.700 hecta bị chết khô hạn. Trong cái vụ sản xuất hè thu này thì là sản xuất được là 1.900 hecta so với kế hoạch là đến 2.400. Ngay từ đầu vụ là giảm so kế hoạch là khoảng 500 hecta. Đến thời điểm này thì diện tích hạn của huyện Bố Trạch là trên 202 hecta, trong đó có 5,16 hecta là bị nhiễm mặn và chết. Nếu mà thời tiết nắng nóng kéo dài như thế này thì khoảng vài tuần nữa thì là nguy cơ là thiếu nước là rất trầm trọng, diện tích có thể bị hạn tăng lên đến 900 hecta. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình, thời gian qua đơn vị đã đặt hàng chục máy bơm dã chiến bơm tận dụng nguồn nước ở các ao, hồ, luồng, lệch, nửa con tồn lại dưới mực nước chết ở các hồ chứa để tưới cho cây lúa và các loài cây trồng. Do nắng nóng khô hạn kéo dài trên diện rộng vào những tháng qua nên lượng nước trên các hồ chứa đập dâng có nguy cơ cạn kiệt. Từ nay cho đến cuối vụ hè thu mà không có mưa thì 1.500 hecta trong kế hoạch sản xuất của công ty có nguy cơ bị hạn. Để đảm bảo nguồn lực kinh phí cho công ty chống hạn trong điều kiện ngân công ty nguồn vốn còn khó khăn thì công ty kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành quan tâm hỗ trợ kinh phí để công ty chủ động chống hạn trong điều kiện thời tiết biến đổi cực đoan như hiện nay. Các cấp các ngành cần quyết liệt hơn, đầu tư nhiều hơn về nhân lực, kinh phí để chống hạn nhằm giảm bớt tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho người dân và thiếu nguồn nước tưới cho cây trồng trong mùa khô hạn này. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin nổi bật của Quảng Bình trong tuần qua. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2024. Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hiệp thương dân chủ, cử ra 92 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại phiên họp đầu tiên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 13 đã nhất trí hiệp thương cử ra ban thường trực gồm 10 vị, trong đó có một chủ tịch, ba phó chủ tịch và 6 ủy viên thường trực. Đồng chí Phạm Thị Hân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, được cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe và động viên các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ. Cũng nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức lễ viếng, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Bà Dốc. Các địa phương trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 73 năm ngày thành lập Công đoàn Quảng Bình. Phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã tập hợp đồng viên đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, đạt nhiều kết quả thiết thực. Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng như các cấp Công đoàn đã được nhà nước tặng thưởng các huân chương lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, huân chương độc lập hạng ba,
được Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý khác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tiến hành hội nghị lần thứ 67. Hội nghị đã cho ý kiến về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo thực hành tiết kiệm và chống lãng phí trong công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng một số công trình, dự án kết cấu hạ tầng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp đối với lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan. Cho ý kiến về đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên tại Ban Dân tộc tỉnh và điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc đồ án quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thành phố Đồng Hới và vùng phụ cận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Nhiều tháng qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt và nước tưới cho cây trồng. 113 công trình cấp nước nông thôn tập trung hiện nay phần lớn không đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cho người dân, trong đó 18 công trình đã ngừng hoạt động do nguồn nước bị khô kiệt. Theo số liệu của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Quảng Bình, đến nay toàn tỉnh có khoảng 115.000 hộ nông dân thiếu nước sinh hoạt. Dung tích lượng nước của 115 hồ chứa thủy lợi cũng chỉ còn từ 10 đến 15%. Nhiều hồ đã cạn kiệt trơ đáy, đã có gần 1.700 hectare lúa hè thu bị chết khô hạn. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đến 28 ngày 29 tháng 7 năm 2019. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm từ 46 đến 89%. Khu vực thị trấn Quế Đạt mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 47 đến 90%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 80%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông. Đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh trong cơn dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 48 đến 92%. Khu vực thị trấn Hoan Lão mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 54 đến 80%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 74%. Khu vực thị trấn Quảng Hào mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm từ 52 đến 70%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, đề phòng có gió giật mạnh, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 72%. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m biển bình thường. Dự báo thời tiết 29 ngày 30 tháng 7 năm 2019, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và trong vài nơi đến rải rác, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 92%.